Việt Nam được thế giới ca ngợi là một trong những quốc gia tiên phong và có nhiều biện pháp kịp thời, mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn chặn, ứng phó và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Cuộc sống hiện nay tại Việt Nam đang là mơ ước của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam trong đại dịch là chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm trong hội nghị trực tuyến Thách thức và cơ hội trong đại dịch COVID-19 do Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu Vương quốc Anh Universal Peace Federation UK tổ chức mới đây. Tham dự tại diễn đàn là hai đại biểu trẻ gốc Việt Emily Nguyễn và Anna Hoàng, hiện đang sinh sống tại London, Anh Quốc. Hai cô gái Việt Nam không chỉ làm cho khán giả ngạc nhiên bởi các em là những diễn giả nhỏ tuổi nhất, nhưng lại kể về câu chuyện chống dịch thành công của quê hương Việt Nam. Không những vậy, các em cũng đã biết nghĩ đến tình yêu đồng loại, nên dành tiền riêng của mình để mua nước rửa tay, đồ bảo hộ tặng cho nhân viên y tế nước Anh. Câu chuyện với tinh thần chống dịch nhân văn và nhân đạo của hai bé gốc Việt đã gây được ấn tượng tốt đối với ban tổ chức và các diễn giả quốc tế. The grace, skills and smartness that they were able to transmit through their presence is remarkable. Their authentic self-belief and strong vision of the future are admirable. I was very pleased to hear how well the Vietnamese government has handled the COVID-19 pandemic and so happy to hear that they are ready to receive visitors. Emmy and Anna have absolutely incredible energy and try to achieve everything that Cũng tại diễn đàn, hai đại biểu gốc Việt cũng chia sẻ thông điệp chống buôn bán động vật hoang dã, bảo tồn văn hóa truyền thống và đặc biệt là niềm tự hào về Việt Nam đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân thứ 91 người Anh. Điều này thể hiện thành tựu y học, tinh thần mạnh mẽ, trí tuệ và lòng nhân ái của đất nước con người Việt Nam trên diễn đàn toàn cầu.